Rồi mình chào cô chú anh chị đi Mực. Dạ Mực xin trân trọng kính chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn yêu thích mai vàng trên mọi miền đất nước. Dạ lời nói đầu tiên thì Mực cũng xin mến chúc quý ông bà cô chú anh chị trên mọi miền đất nước luôn được nhiều sức khỏe, được nhiều thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Dạ, em cũng xin chân thành cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị trong suốt thời gian qua đã luôn tin tưởng và ủng hộ cho em ạ. Dạ hôm nay thì cũng em có chương trình tri ân khách hàng với quý ông bà cô chú anh chị mình là mua mai bên em sẽ được tặng thuốc kích rễ. Dạ sau đây thì cây này trước, cây này là chưa cắt được chuột rồi không? Dạ cái này là cái mẫu giống cắt rễ chuột bên nhà vườn em ha. Cây này thì chiều cao trung bình thì nó tầm khoảng từ 8-9 phân con cây cũng đã cắt nữa ha. Sẵn mình nói về đặc điểm của mai sù Singapore luôn đi Mực. Dạ cái đặc điểm của mai sù Singapore này thì cái mặt bông của nó là từ 5-12 cánh, bông chùm mà hoa thơm ha. Dạ. Mình trồng tầm khoảng bao nhiêu tháng là cây mới lên sù ha? Dạ cái này thì mình trồng tầm nó cũng có cây thì tầm khoảng 8-9 tháng, có cây thì năm ngoài. Cây mà. Dạ cái hiện tượng sù của nó là nó sẽ nu nách sù trước, nó sẽ phù mấy cái nách nhánh này nè, nó phù nu ra trước ha, nó nu bự ra rồi từ từ khoảng tầm khoảng 2-3 năm nó mới chảy xuống bích, chảy xuống nghe quý ông bà cô chú anh chị. Nhưng mà đặc biệt cái giống này nữa sau này nó sẽ lên cái củ rễ dưới này nè. Thì mực cho khách hàng biết là mỗi cây mình cắt được chuột này giao lưu với quý cô chú anh chị các bạn là nhiêu cây mực? Dạ cái giống cắt rễ chuột này giao lưu với giá là 25.000 một cây. 25.000 một cây là bao nhiêu cây là bao ship ha? Dạ đơn hàng 300.000 thì bao ship. Cái dạng như kích rễ này là thí dụ như khách hàng mua tầm khoảng là bao nhiêu cây mình mới tặng cho kích rễ là 50cc? Dạ thì mua tầm khoảng nếu mà 50 cây á, 50 cây trở lên thì em sẽ tặng thuốc kích rễ. Rất là đạt nha quý ông bà cô chú anh chị. Thì cũng như mấy cái này thì này là dạng như cây bự này xử lý rễ đây nè. Dạng xử lý rễ cây này được 10 ngày bữa nay nó bung rễ gì nè. Cây này mình kích được 10 ngày trong khi 10 ngày đó mình kích được mấy lần hả Mực? Dạ trong khi 10 ngày đó thì kích tầm khoảng 3 lần hả chứ. 3 lần. 10 ngày là 3 lần ha. Dạ. Rồi cây bên đây là được nhiêu ngày? Dạ cây đây thì được tầm 15 ngày nè. 15-16 ngày. Đâu mình sang giọng Mực. Cây này rễ chùm nha quý chú anh chị. Nó mới có 15-16 ngày mà rễ ra được gì nè quý chú anh chị. Còn bên đây nó 10 ngày ha. 10 ngày thì mình thấy là nó gì nó rất là đạt luôn quý chú anh chị. Cái này là đối với những cái cây mà không có rễ nè, xử lý kích rễ lại nè. Đối với những cây là không có rễ ha. Dạ. Còn đối với những cây mai bự mà nó ít rễ á, mình có kích cũng vẫn được ha mực. Dạ cũng bình thường. Cây mà lâu năm á mà nó ít rễ là mình vẫn kích được luôn ha. Dạ cái này thì xài chủ yếu để kích rễ. Thí dụ mà mực cho khách hàng biết là cái lô này của mình là nó tầm được nhiêu cây hả mực? Dạ cái lô này tầm khoảng 300 cây chú, 300. Thí dụ mà cái lô cây này khách hàng có đặt á hoặc có mua á thì mình có giao lưu với khách luôn mực. Dạ cái này nếu có quý ông bà cô chú anh chị mình thích á, thì em cũng giao lưu luôn. Thì rễ thì nói chung nó còn nhỏ, nó cho nó gành ăn thua mình thương lượng với nhau. Dạ thích mẫu nào thì em vẫn giao lưu mẫu đó. Mỗi cây chiều cao trung bình là từ 3-4 tấc quý chú anh chị ơi. Cây rất là đẹp nha quý chú anh chị. Rồi cái ngoài cái mặt hàng mà mai cắt đuôi chuột mà mình bán từ 50 cây cho đến 100 cây là mình chi ăn khách hàng là mình tặng thêm thuốc kích rễ, rồi sau đây mình có giao lưu thêm mặt hàng nào nữa không Mực? Dạ cũng có cái này cái loại không cắt rễ chuột. Này không cắt rễ chuột, chiều cao mỗi cây trung bình nó được nhiêu hả Mực? Dạ không cắt rễ chuột này chiều cao tầm khoảng tấc. Chiều tắc. Cao tầm khoảng tấc ha. Dạ. Rồi mỗi cây này gì mình giao lưu với khách nhiêu hả Mực? Dạ mỗi cây gì giao lưu giá là 20.000 cây. 20.000 một cây, bao nhiêu cây mình bao ship không ạ? Dạ cũng đơn hàng 300.000 thì em cháu bao ship toàn quốc. Cây rất là đẹp luôn quý chú anh chị ơi. Nãy giờ mình có đọc số điện thoại chưa Mực? Dạ số điện thoại của em là 0971 20
3949, đó cũng là số Zalo. Địa chỉ của em là ở ấp Thạnh Hưng 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, tại ngay góc cầu Trung Hưng 2. Rồi. Cái này cái giống mà cắt được chuột và chưa cắt được chuột thì mình có giao lưu thêm mặt hàng nào nữa không mình? Dạ cũng hôm nay là đặc biệt cũng chương trình chi ăn, em cũng có một số mẫu cây sữa rễ thành phẩm từ 6 tới 10. Dạ đây là cái mẫu 6 rễ cặp thứ nhất. Này cũng giao lưu hôm nay sẽ bán cặp. Dạ cũng chi ăn là cặp gì là 6 rễ này là dạ 300.000 bao ship. Đây là cặp 6 rễ mã số 1. Cái này chiều cao tầm khoảng từ 6 cho đến 7 tấc luôn chú anh chị ạ. Rồi mình sang giọng nữa mình. Đây là 6 rễ, cặp 6 rễ mã số 1. Rồi 6 rễ cặp mã số 1 thì mình giao lưu với khách nhiêu hả mực? Dạ 300.000 bao ship. 300.000 là bao ship luôn ha. Dạ. Cặp 6 rễ mã số 1. Rồi mực ơi. Dạ tiếp theo đó là cặp 6 rễ mã số 2. Rồi mình sang dòng luôn. Cây này đặc biệt có củ nè. Cây này đặc biệt lên củ rất là đẹp luôn nè. Nó lên củ. Lên củ mà cây có hiện tượng xù ở nách luôn với con chú anh chị. Dạ thì cái này là tất cả là phù cộm nách rõ ràng hết. Cây nào cũng vậy chứ. Thì này là xù rất là chuẩn nha. Cây này chiều cao tầm khoảng từ 7 đến 8 tấc với con chú anh chị. Cây rất là đẹp. Đó, cặp 6 rễ mã số 2 này là cũng 300.000. Cặp 6 rễ mã số 2 này cũng giao luôn 300.000 bao ship luôn. Bao ship luôn ha. Dạ. Rồi mời coi. Dạ tiếp theo là cái cặp 7 rễ mã số 1. Rồi mình sang dòng luôn mình. Cây này chiều cao 1 mét, chiều cao là gần cả mét mình chú anh chị ơi. Đó. Chiều cao là 1 mét. Đó, cặp 7 rễ mã số 1 này giao lưu giá là 350.000 bao ship luôn. Rồi quay nha. Rồi mình xem nhận. Rồi rồi mực đây. Dạ tiếp theo là cái cặp 7 rễ mã số 2. Cặp 7 rễ mã số 2, cặp này chiều cao là từ 9 tấc cho đến 1 mét của anh chú anh chị. Thì thấy quý cô chú anh chị các bạn nào không thích chơi cái chiều cao nó thì mình xuống tầm khoảng gan gữ của anh chú anh chị. Cái này nó hơi cây này nó hơi cao mình hơi ốm hả mực. Dạ. Ví dụ mình không thích chiều cao thì mình cắt ngang tầm khoảng gan vậy đó. Này mình nữa mình về mình bấm ngang đây là nó dẫn cái càng lại đẹp. Mình bấm mình chừa lại tầm khoảng 2-3 cái lá nè quý anh chú anh chị. Tôi đến từ dưới lên trên khoảng 3 cái lá ha. Đó, cây cặp 7 rễ này mã số 2, cặp này cũng quýt à, cặp này đẹp à. Cây này cũng có cái củ nè. Cây này có cái củ. Giờ mình cắt cái từ trước ha mực. Cắt từ trước là sau này nó sẽ đầu dâu đuôi chuột. Coi cái cây nó rất là đẹp luôn quý anh chú anh chị. Cái này để nơm luôn. Nơm quặm xuống con bên nó giống như cái móng rồng luôn ha. Rồi cặp này mình giao lưu với khách nhưng mà. Dạ cặp này là cũng 300.000. Ủa 350.000 chứ. 350.000 bao ship. 350.000 là bao ship toàn quốc luôn ha. Dạ. Rồi mình coi. Dạ tiếp theo là cặp 8 rễ mã số 1. Cặp 8 rễ mã số 1, cây này chiều cao tầm khoảng gần cả mét, nó 90 cho đến 1 mét luôn chú anh chị ạ. Mình kể chiều cao là 90 thôi. Rồi xây dùm chúng dòng luôn. Này 8 rễ ha. Dạ 8 rễ. Này trên. Cái này sau này mình về mình trồng cái mình sổ ra nguyên cái một lớp rễ này nha chú anh chị. Rồi cặp 8 rễ này mình giao lưu với khách nhiêu hả mực? Dạ 8 rễ mã số 1 này giao lưu 400.000 bao ship luôn. Ừ, giao lưu 400.000 là bao ship luôn ha. Dạ. Rồi mực ơi. Dạ tiếp theo là cặp 8 rễ mã số 2. 8 rễ mã số 2.
cây bên đây là đến móng gồng nè quý anh chú chị. Cây này cặp này nó cao khoảng 80 cho đến 90 cm nha chú chị ơi. Rồi cặp 8 rễ mã số 2 này, cặp này mình giao lưu nhiêu mực? Dạ cũng 400 ngàn bao ship. Cũng 400 ngàn là bao ship luôn ha. Dạ. Rồi mực ơi. Dạ tiếp theo là cặp 9 rễ mã số 1. Cặp 9 rễ mã số 1. Cặp 9 rễ mã số 1, cặp này chiều cao tầm khoảng từ 8 cho đến 90 cm nha chú chị. Cây rất là khỏe đẹp nha quý anh chú anh chị. Rồi sang dòng nha mực. Cây rất là đẹp luôn quý anh chú chị ạ. Rồi cặp 9 rễ, cặp 9 rễ mã số 1, cặp này giao luôn nhiêu mực? Dạ cặp này 550.000 bao ship. 550.000 là bao ship luôn ha. Dạ. Bao ship toàn quốc luôn quý anh chú chị ạ. Thì lâu lâu mực cũng cảm ơn quý cô chú anh chị và đã ủng hộ cho mực những clip vừa qua và chi ăn khách hàng mình bán cái giá nó mềm hơn chút quý chú anh chị. Giờ đây là cặp 9 rễ mã số 2. Cặp 9 rễ mã số 2, cặp này nó chiều cao là từ 8 cho đến 9 tấc luôn anh chú anh chị ơi. Rồi cặp 9 rễ mã số 2, cặp này mình giao lưu nhiêu mực? Dạ cũng 550.000 bao ship. 550.000 là bao ship luôn ha. Dạ. Rồi mực ơi. Dạ tiếp theo là cặp 10 rễ mã số 1. Cặp 10 rễ mã số 1, cặp này chiều cao là từ 6 cho đến 7 tấc luôn chú anh chị. Cây rất là khỏe đẹp nha chú anh chị. Rồi cặp 10 rễ mã số 1, cặp này nhiêu hả mực? Dạ 600.000 bao ship. 600.000 là bao ship luôn ha. Dạ. Rồi mực ơi. Dạ tiếp theo là cặp 10 rễ mã số 2. Cặp 10 rễ mã số 2. Cặp này cái chiều cao của nó là cây này tầm khoảng 6 tấc. Cây 6 tấc cây 1 mét nha chú anh chị ơi. Rồi mình sang dòng luôn đi mực. Rồi cặp 10 rễ mã số 2 này mình giao lưu với khách hàng nhiêu mực? Dạ cũng 600.000 bao ship luôn. 600.000 bao ship luôn ha. Dạ. Rồi cái ngoài mặt hàng mà mai từ 6 đến 10 rễ mình có còn giao lưu thêm mặt hàng nào nữa không mực? Dạ cũng có một số mặt hàng cây hình thú, hình quái. Cây hình quái ha. Dạ, cây này lúc trước thì nó chiều cao nó cao là 1,5 m cho đến 1,5 m đến 1,7 m mà mực xuống thôi. Bây giờ hiện tại thì nuôi lại tầm khoảng 2 tháng rồi, 2 tháng ngoài nuôi lại cho nó cứng cáp và mực mới giao lưu tiếp tục với cô chú anh chị. Mỗi cây đặc biệt là cây nào cũng có cái đuôi hết quý chú anh chị, mình lấy cái cây đó ra mực. Lấy cây cây mỗi cây chiều cao trung bình là từ 5 cho đến 6 tấc rưỡi cho đến 7 tấc luôn chú anh chị ơi. Thì mai hình quái này cũng là mai xù Singapore luôn nha quý anh chú anh chị. Lúc trước thì mình cũng có tặng cho Toàn là một cặp mà cái cây nó bự hơn cái này chút xíu. Cái chậu C lúc đó là C11 hay 12 mực. Dạ lúc đó là C10 11. Ví dụ như cái cây cái chậu này là chậu C6 mình đưa qua cái chậu C12. Mình nuôi thêm tầm khoảng 4 tháng nữa mình cắt cái đấy cái đít chậu hả mực. Dạ. Mình cắt cái đít chậu này. Đó, thì mình về cắt cái đít chọn chậu này mình đem qua mình nuôi bên cái chậu 11. Mình vẫn để nguyên cái chậu nhỏ luôn nha quý anh chú anh chị, mình để mà mình đắp giá thể tầm khoảng ngang đây được ha mực. Dạ ngang đó. Tại trên này có nó có giá thể mình đắp cái giá thể mà đầy cho cái C11, C12 là đầy khoảng ngang đây. Là đầy cái mặt chậu C12 nữa nha quý anh chú anh chị. Mình đặt cái chậu này nó cao hơn cái chậu C12. Đó, mình đặt mình nuôi thời gian sau thì sẽ nó phúng nghệ lụa ra rất là nhiều luôn. Rồi cái mỗi cái cây mai hình quái này mình giao lưu với khách như mực? Dạ cái này cũng giao lưu cặp chứ. Giao lưu cặp ha. Dạ một cặp gì 200.000 bao ship. Cặp 200.000 bao ship luôn quý cô chú anh chị ơi. Cây rất là khỏe đẹp luôn. Mình sang dòng luôn đi mực. Nói chung là cây nào cũng có đuôi quý cô chú anh chị. Có hai chân trước hai chân sau luôn ha. Rồi cái ngoài cái mai hình quái này ra mình có giao lưu thêm mặt hàng nào nữa không mực? Dạ cũng có một cặp mai trong chậu C11 ạ. Chậu C11 ha. Dạ. Mỗi cây này chiều cao là từ 5 cho đến 7 tấc quý chú anh chị ơi. Là cặp này cây cao cây thấp ha. Cây bên đây thì nó tầm khoảng 7 tấc nè quý chú anh chị. Còn cây bên kia tầm khoảng 5 cho đến 6 tấc ha. Rồi mình xây cái cây này trước luôn mực.
À, cây này được nhiêu rễ hả mực? Dạ cây này được 8 rễ. 8 rễ mà thấy cái rễ nó hay quái mà nó có củ nữa ha. Dạ. Này, đặc biệt nó xù nè mực. Đó đó. Dạ, củ nè, lên xù. Xù. Nách thì này nó cũng cộm phù nách chân chú ơi. Cộm mình gạnh chân. Nhỏ mà xương cạnh rất là đẹp luôn chú anh chị. Này cái mã số 2 nè. Mã số 2 được nhiêu con rễ? Dạ cũng 8 cộm rễ chứ. 8 rễ ha. Dạ này thì cũng cộm nu hết rõ ràng chân nè. Nu nách hết nè. Cây xương cạnh rất là đẹp không chú anh chị. À, cái này mình giao lưu cặp hay là giao lưu lẻ mực? Dạ này miễn giao lưu một cặp á thì 700 ngàn bao ship, lẻ à. Một cây thì 400 ngàn bao ship luôn. Lẻ một cây cũng 400 ngàn là cũng bao ship luôn ha. Dạ. Rồi cái ngoài cái mặt hàng mà cái cặp này ra mình là còn không hay là hết nữa mực hay là? Dạ thì cặp này thì cũng là cuối video ha. Dạ cũng cuối video chú. Dạ cũng cuối video cũng xin mến chúc quý ông bà cô chú anh chị trên mọi miền đất nước luôn được nhiều sức khỏe, được nhiều thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Cũng xin trân trọng cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị trong suốt thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ cho em, và em cũng thành thật cảm ơn ạ. À, cảm ơn mực rất là nhiều. Dạ rồi quý cô chú anh chị ơi, thì hôm nay mực có chi ăn khách hàng đã gì ủng hộ cho mực trong suốt thời gian qua, thì hôm nay mực có giao lưu là chi ăn là thí quý cô chú anh chị các bạn nào có mua từ khoảng 50 cho đến 100 cây mai xù Singapore, cây đã cắt được chuột, thì mực sẽ tặng thêm một chai kích rễ quý cô chú anh chị, chai mực khoảng 50cc ha. Đó thì cái cây hôm nay thì kích rễ được 10 ngày, cây bên đây thì 15-16 ngày đó quý cô chú anh chị. Thì rất mong quý cô chú anh chị các bạn luôn ủng hộ đồng hành cùng mực. Dạ sau đây Toàn cũng xin khép lại cái video, và cuối video Toàn cũng xin mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn luôn được nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống và cũng như công việc. Toàn cũng hẹn quý cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo. Bây giờ thì bye bye.